Sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với ca sĩ Kyle York. Các bạn có 10 giây, thời gian bắt đầu.
Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào đến bốn vị ban khách mời và tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em tên là Võ Thị Yến Phiên và hiện tại em đang là sinh viên của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Yến Phiên. Có phải ngày hôm nay bạn bị sao xuyến chứ anh Kaio không? Tại vì khi mà nhìn bạn hát, anh cảm thấy bạn có cái gì đó rất là ấp úng. Dạ, nói chung là trước khi mà đứng trước một chàng trai nào đó mà đẹp như thế này thì không thể nào mà không sao xuyến được ạ. Thôi, trước đây thì Phiên đã từng là một thí sinh của một cuộc thi mà Trương có chấm cho cái cuộc thi đó. Và Phiên là một trong những người đi đến rất sâu ở vòng cuối cùng. Bạn là người tranh giải gần cuối cùng. Cho nên là khi mà cất giọng lên là mình biết ngay là người quen. Và chúc mừng Phiên, hôm nay em cũng tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình với Kaio. Cảm ơn chia sẻ của anh Hamlet. Không biết ca sĩ Hồng Gấm cảm thấy như thế nào khi xem tiết mục này? Đây là một tiết mục rất là thành công. Cái ấn tượng ở chỗ nữa là anh Kaio lùi về hát bè để nâng cái giọng hát của bạn lên, thì cái sự phối hợp này nó rất là ăn ý và cái hiệu ứng của nó rất là tốt. Và đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh Hoàng Bách có đồng ý không ạ? Lâu lắm mới nghe một giọng mezzo đẹp như vậy. Phải chúc mừng Kaio và em Phiên có một phần trình diễn tình cảm. Hai bạn rất tình cảm với nhau. Đây là một bài hát không có dễ để mà hát song ca. Khi mình kết hợp với nhau lại còn chưa từng tập chung với nhau nữa. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách. Gặp em từ buổi xem nhạc, dòng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh lòng anh thầm nghe vấn vương, từ sau ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày đêm. Ai thương thương ai đây? Là diều bông chờ em chờ đến bao giờ, để anh dệt thêm giấc mơ. Đành ôm mối tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp. Trời ơi. Trời ơi. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn sao ấy đến hôm nay
sao em vẫn như không hay để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay. Xin em chớ vội lấy chồng như người ta hát diêu mộng, như người ta tranh lá diêu mộng. Chờ em chưa đến bao em kiếm sau ta gặp nhau, đành ngỏ mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếm sau ta gặp nhau, đành ngỏ mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếm sau ta gặp nhau. Thưa quý vị, vừa rồi là màn song ca đầu tiên trong đêm nay. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như chúng ta chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị sẽ chỉ bình chọn dựa trên giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Kim Tử Long sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng. 10 giây dành cho quý vị khán giả. Bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều, và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số bình chọn này sau khi 8 tiết mục song ca được hoàn thành. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Kim Tử Long. Xin chào anh. Lời nói đầu tiên cho phép chặn được. Em không có gì cho anh, không biết tại sao luôn mấy em. Anh không biết tại sao tự nhiên lúc đó hồn của anh nó thả vô trong cái bài hát, và anh cứ tưởng tượng rằng anh là một cái người đang đi xem hát, và anh nhìn một cái người ca sĩ bước từ ở trên một cái gì nó rất là lộng lẫy bước xuống, rồi tự nhiên hốt hồn anh, mình bị cuốn hút theo, cuốn hút luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm giác của ba nghệ sĩ khách mời còn lại sau khi thưởng thức tiết mục vừa rồi. Phương thấy thì đây là tiết mục mở màn rất là xuất sắc và tạo được cái không khí khiến cho mọi người rất là phấn khích. Cảm ơn anh Long và cảm ơn bạn Trạng Lê. Cũng rất là may mắn khi mà Trạng tìm được anh Long, và anh Long cũng tìm được Trạng trong cái show hôm nay, rất là hợp nhau. Với cái tình cảm này của tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp tại trường quay thì chắc chắn sẽ dành cho Trạng Lê một cái phần trăm bình chọn thật là cao. Thiên lý ngộ, Nam Mô Di Bố Phụ. Gặp mặt nhau đây chốn này, họ hẹn thủy chung sắc son, Nam Mô Di Bố Phàng. Ngộ kỳ thời bên nước dưới cây đa, em ơi anh vẫn chờ hữu duyên mà thiên lý ngộ, như đôi chim sổ ruộng xa anh gieo chín vàng bìm bìm, nó kêu nước lên ra duyên anh cười em.
mà thiên lý ngộ. Nam mô Di Bố Phù. Gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thủy chung sắc son. Nam mô Di Bố Phà. Ngộ kỳ thời bên nước dưới cây đa. Anh ơi em dần chờ. Hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nó kêu nước lên ra duyên anh cưới em. Mẹ về nhà đang reo các con ơi. Khoan khoan con sẽ về. Để mai mình gieo đắm mà. Nam mô Di Bố Phù. Gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nó dẫn ta yêu nhau thiết tha. Ngoài đồng em cây lúa ba trăng. Anh ơi em dần chờ. Để anh về thưa với mẹ. Khi ra nhiên tính liền. Hẹn đời năm sau cánh đồng mình gặt hái xong thánh thơi. Ra duyên anh cưới em. Ra duyên anh cưới. Thật ra là thích chia sẻ tại vì bài này hát chị Phương nhưng mà bây giờ ra duyên cưới mà bị anh Kiên anh cưới chị Phương mất rồi. Thì bây giờ bài này ra duyên mình tính nha. Dạ, em sẽ đợi ạ. Bây giờ sẽ là thời gian mà quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Thanh Thức. Và 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều, thời gian bình chọn đã kết thúc. Lạnh lùng trong băng giá như ánh sáng như mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá. Yêu em mãi như mặt trời người trái tim cháy yêu thương. Ngày nào đó nếu anh dư sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng. Và từng người sẽ tan biến như là giấc mơ. Yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn. Anh xa em dù gần. Con tim ta như đã lạnh. Buốt giá. Sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng. Và từng người sẽ tan biến như là giấc mơ. Yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn. Anh xa em dù gần. Con tim
ra như ánh sáng như mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong bác giá. Trái tim cháy yêu thương. Một ngày nào đó nếu anh dương sẽ không còn loài người chim trắng đêm giá băng, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh dương xa em dù gần, con tim ta như đã lạnh buốt giá. Sẽ không còn loài người chìm trong đêm giá băng, và từng người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Anh bên em vẫn cô đơn, anh xa em dù gần, còn tim ta như đã sẽ là thời gian để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với ca sĩ Tuấn Nghĩa. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin chào bạn. Chào Bạch Công Khanh. Chào Tuấn Nghĩa, Nguyễn Đình Vũ, anh Đại Nghĩa và chị Hải Yến. Vâng à, em tên là Lê Huy. Hiện tại công việc của em là ca sĩ cũng như là làm biên tập chương trình. Về cái nguồn năng lượng thì bỗng nhiên tôi gặp cái nguồn năng lượng của bạn, tự nhiên cái tôi bỗng nhiên trưởng thành hẳn. Dạ. Tôi không còn nhoi nữa. Cái nguồn năng lượng của bạn thì Hải Yến nghĩ rằng là bạn là một cái người mà cực kỳ nhiều năng lượng luôn. Và như người ta thì thường nó sẽ phân bổ, chia đều. Nhưng bạn là từ đầu đến cuối cái nguồn năng lượng nó vẫn giữ nguyên luôn. Thì nhiệm vụ của Tuấn Nghĩa, nhiệm vụ của các khách mời là hỗ trợ mà. Nhưng mà. Nên là bạn ấy yêu cầu như thế nào thì mình thế thôi. Đấy Nghĩa ơi, hát đi. Bạn ấy cứ việc phiêu bên trên cao. Không, nhưng mà phải công nhận là bạn nam của chúng ta sở hữu một cái giọng hát rất là cao, cái âm vực rất là rộng luôn. Bạn Tuấn Nghĩa đến đây đúng không? Để hỗ trợ cho bạn thì ngày hôm nay thực sự là bạn đã làm cháy, làm bùng nổ cái sân khấu này rồi. Chúc mừng bạn. Cảm ơn Tuấn Nghĩa. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến với con anh Đại Nghĩa. Anh thấy giống như mình đang qua một câu chuyện cổ tích á. Chuyện cổ tích? Cổ tích nào mà bão to thế anh? Thì đó em như một con thỏ, xung quanh là một con sói đang rình mồi. Bởi vì cái bạn này nè, không có đứng yên một chỗ. Vờn mồi chạy vòng sa răng anh em. Cảm giác muốn chụp mồi bất cứ lúc nào luôn vậy đó. Mà bạn thỏ kia thì vẫn cứ hồn như gió thổi khóc nhẹ nhẹ đó. Bye bye đó. Cảm ơn Lê Huy rất nhiều và hy vọng rằng năng lượng này của anh sẽ giúp cho anh có một phần trăm bình chọn thật cao từ phía quý vị khán giả tại trường quay nhé. Anh xin đưa em về quê hương tuyệt trần, đồng
vàng xanh như gái chú con lúa non xôn xao chào đón bầy chim nghệ sĩ khoe khoang đón em đua nhau hòa đàn. Wow. Hey, anh xin về mời em. Một tràng vỗ tay dành cho cô ấy nào các bạn. Quan Viên hay họ. Dạ vâng ạ. À, tối hôm nay em là vợ anh đúng không ạ? Em chào anh MC. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Lời đầu tiên cho phép vợ chồng Ngọc Thúy và Đại Nghĩa xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Trời ơi. Đến giờ em mới biết vợ em tên Ngọc Thúy. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta bình chọn cho tiếng hát của Ngọc Thúy. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và xin chào Ngọc Thúy, bạn hãy chia sẻ nhiều hơn về bản thân cho chúng tôi được biết nhé. Vâng ạ, Ngọc Thúy là ca sĩ và hiện tại thì Ngọc Thúy có kinh doanh riêng về mảng chăm sóc sức khỏe và chăm sóc tinh thần. Anh hỏi thiệt nha. Bởi vì thật ra nếu như mà em được song ca cùng với một trong ba cái người còn lại ngồi trên kia thì anh nghĩ là có thể cái bài hát này sẽ còn hay hơn nữa. Em hát với anh cái bài này thì chắc có lẽ là nó cũng sẽ không có được giống như là em mong muốn đúng không? Dạ, nếu mà cho em được lựa chọn á thì
em vẫn chọn chồng em đại diện. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Thanh xin mời Tuấn Nghĩa. Ca khúc này đối với Nghĩa rất là dễ thương. Anh Đại Nghĩa cứ tự nói là chọn bất cứ ai ở đây cũng hay hơn anh Đại Nghĩa. Thế nhưng mà em nghĩ là không có ai lên trên đó và trình bày ca khúc này cùng Ngọc Thúy hay bằng anh đâu. Ngoài một cái giọng hát trời phú cho một cái người nghệ sĩ thì cái gương mặt và cái nét mặt nó vô cùng quan trọng, thì Thúy đang là cái người sở hữu một nụ cười rất tươi sáng và đôi mắt biết cười. Nên là thành ra cái phần khi mà Nghĩa có thấy rằng là cái việc mà mình biểu diễn giao đãi với anh Nghĩa trong cái bài này đối với Thúy nó là một cái điều rất đơn giản. Và hai người ăn xăm ăn nhập với nhau giống như kiểu đã từng tập với nhau từ trước đây rồi. Bạn vừa giống một người ca sĩ, vừa giống một người diễn viên trên cái sân khấu với cái tiết mục này nha. Nó đã cả phần tai, nó đã luôn cả phần nhìn với Hải Yến. Nên là chúc mừng Thúy ngày hôm nay. Và vẫn lại là cái câu đó, không ai có thể hát hợp với Thúy hơn anh Nghĩa ngày hôm nay đó. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Và một lần nữa cảm ơn anh Đại Nghĩa vì đã hỗ trợ hết mình cho Ngọc Thúy tỏa sáng trong tiết mục này. Mời quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi vừa hát với anh Nguyễn Đình Vũ. Thời gian 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ vâng, và lần đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Đình Vũ, chị Hải Yến, anh Nghĩa và chú Nghĩa ạ. Em ơi, anh cần liều thuốc cho trái tim. Nghe câu này xong cần uống thuốc. Vâng. Anh Nghĩa và chú Nghĩa. Ông trẻ. Đúng rồi, 3-4 thế hệ của nhỏ mà. Vâng, và em chào anh Khanh, chào tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay và chào tất cả mọi người đang xem đài ạ. Dạ, em là Duyên Minh ạ, và hiện em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do ạ. Xin chào Dương Minh. Cậu bé mà sáng sân khấu, một cái giọng hát dễ nghe, cái giọng hát nó phù hợp với đại chúng á. Ra sân khấu sáng đẹp, hát hay, dễ thương là được rồi. Thôi hát với anh có bị áp lực không, trả lời thiệt. Vui anh. Dạ vui là được. Dạ. Sao Chiến, cho em mấy lời nhận xét kìa chị. Chị thì chị thấy là không phải thế đâu, nhưng mà thôi thì em hỏi chị cũng đành phải thế thôi. Thật ra thì như này là em thì có cơ hội gặp Dương Minh rồi, bởi vì bạn ấy tham gia một cái cuộc thi dành cho sinh viên và em làm giám khảo. Bạn ấy có một cái giọng rất là đặc biệt, tức là nếu mà có thể để hát những bài hát của nữ, bạn ấy cũng có thể hát được luôn. Cho Khanh hỏi Dương Minh là trong số các bài hát mà bạn tập trong chương trình này á, bạn còn thích ca khúc nào nữa? Bài nào em cũng thích. Bài nào cũng thích. Bây giờ nếu được hát một câu tặng quý vị thì bạn chọn bài nào? Em sẽ hát một bài Nếu Điều Đó Xảy Ra. Xin mời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng nơi băng giá, như ánh sáng như mặt trời. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành tình cảm cho tiếng hát của Dương Minh. Bây giờ sẽ là tiết mục Vị Ngọt Đôi Môi, mời quý vị thưởng thức. Wow.
Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành. Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối. Trái tim tự tìm ra lỗi, bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cứ thấy trong đây mắt em dịu dàng. Em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói. Hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại quá điên dại. Ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở để mê ngây ngất đắm say vị ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đổi gió rời trái tim này cũng chỉ một người. Dù phải chịu trầm luôn muôn nghìn kiếm vẫn yêu một mình em thôi. Cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ em xin chào tất cả các khách mời ngồi đây ạ. Em xin chào các khán giả ở trường quay cũng như đang theo dõi chương trình. Em tên là Khánh Huyền ạ. Xin chào Khánh Huyền. Bạn đến từ đâu? Dạ em đến từ Hà Nội ạ. Hiện tại đến bây giờ em là ca sĩ tự do ạ. Ngày hôm nay bạn cảm thấy như thế nào khi được song ca với anh Quang Hà? Dạ đây là lần đầu tiên em song ca. Cũng hơi run ạ. Có hạnh phúc không nào? Dạ rất là hạnh phúc. Tại vì Khánh cảm thấy anh Quang Hà thật sự hỗ trợ cho bạn trong tiết mục này.
vì mình là cái người bổ trợ mà, thế nên thôi thì mình chấp nhận cái vai trò là thôi hát lép vế một chút xíu và đưa tất cả những câu hát hay nhất, những quãng đẹp nhất cho Khánh Huyền. Còn bản thân Hà thì Hà nghĩ rằng là Khánh Huyền là một ca sĩ trẻ, một cái giọng hát cũng khá là nội lực, thế nhưng mà đôi khi lên sân khấu còn hơi rụt rè một chút xíu. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà rất nhiều. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Anh thấy thì giọng của Huyền rất là quyện với lại giọng của anh Quang Hà, bởi vì cái màu giọng và cái phong cách hát, cái cách nhả chữ làm cái bài hát đó, nó gắn kết với nhau. Nhưng mà anh muốn là trong cái bài hát này, từ cái nội dung đến cái tiết tấu của nó, là nó phải cho người ta cảm thấy được cái sự đê mê, cái sự say mê trong đó. Anh tiếc là hồi nãy Huyền ở trong đó nên Huyền không có thấy được cái phản ứng mà Quỳnh đã tạo ra với lại cái bạn trai số 2 á. Nó say mê lắm. Không, nhưng mà anh phải thông cảm là tại vì Huyền có nói là đây là lần đầu tiên Huyền song ca luôn. Lần đầu tiên. Đó. À, cho không sao em, dạ. Lần đầu tiên thì không sao. Ngoài lý do đó ra thì còn áp lực nào khác không? Khánh Huyền. Sợ đứng bà trước không mọi thể người nở một nụ cũng... cười tươi như thế hoài được đâu. Cười là có nhiều anh chết mê chết mệt đấy. Điển hình như anh Nguyễn Hoàng Duy. Ấy chết anh. Vợ anh hay xem chương trình, vợ anh thấy là anh lại bị cấm túc không có được cho tiền ăn sáng đấy. Nghiêm túc mà nói thì anh rất là thích giọng của Huyền. Hôm nay anh có cảm giác Huyền hơi bị nhát. Giá như mà em mạnh dạn em song lên một phát là cả hai người song ca rất là hay. Vì anh cảm thấy là bên trong em cái nội lực nó vẫn còn rất là nhiều. Và có những lúc khoảnh khắc thôi, có những khoảnh khắc đâu đó em quên mất rằng là tất cả mọi thứ em gạt bỏ hết thì em hát những cái đoạn rất là hay. Hoặc có thể đây không phải là sở trường của Khánh Huyền. Dạ, đúng rồi. Trong số 8 bài hát bạn phải tập thì đây có phải là ca khúc nặng nhất không? Thật ra thì trong 8 ca khúc mà em tập thì em có thích ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm hơn ạ. Và bạn mong muốn được diễn bài đó nhất. Hai người rụt rè là hợp rồi. Chắc chắn là của nhạc sĩ rồi. Bây giờ bạn hát tặng anh Nguyễn Văn Trung một câu đi nào. Hãy cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi bé lắc, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Trời, em thấy anh Trung anh ấm toát mồ hôi luôn nè anh. Trung hôm nay có mang theo cái khăn nào không? Anh giống như là một cục đá lạnh. Nếu mà anh và Hà là một nhóm lửa thì anh là một cục đá lạnh mà em đã làm anh tan chảy luôn. Ước gì hồi nãy là mình đã bấm với lại Khánh Huyền để mình cùng song ca bài này. Không, tại anh chưa tới lượt đó. Anh xui thôi. Vâng ạ, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho cô gái Khánh Huyền. Một tiếng hát rất đẹp và hy vọng rằng bạn sẽ nhận được bình chọn của khán giả thật cao. Mình có cảm giác mình là một ca sĩ. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Chào em. Xinh quá trời. Trong giấc mơ êm đềm, gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng uống cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim em còn cao và da diết trong nỗi nhớ, dường như em nhớ về anh. Người cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em
một tâm tư ghi trong bao thư vẫn chờ, gửi trong đêm một niềm tin trong đêm đông lung linh sao tan bao giá băng. Oh baby, I'm falling in love with you. Yeah. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Cưới mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho em những giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ để tim anh hồn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như em nhớ về anh. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió. Kinh quá. Bây giờ sẽ là thời gian để cho khán giả bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Làm nhớ lại một trong những mối tình đầu. Quý vị khán giả ơi, chúng ta có 10 giây ạ. À. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Dạ, và lời nói đầu tiên cho em gửi lời chào trân trọng nhất đến quý vị khách mời, quý vị khán giả. Em xin gửi lời chào đến anh Bạch Công Khanh, anh Nguyễn Văn Trung. Chú, chú Nguyễn Văn Trung, chú. Dạ, dạ chú. Dạ, chú. Anh đi cho trẻ. Là anh à? Dạ, tên của em là Kim Nguyên ạ. À. Mọi người thường gọi em là Jun Nguyên. Jun Nguyên. Dạ. Anh cảm giác như thế nào khi nghe hồi nãy là anh đã ước gì là được được nấy? Anh ước như là một cái ánh mặt trời nó soi sáng, nó sưởi ấm một cái cục đá lạnh. Thì anh bây giờ anh đã chảy hết rồi, anh thành nước luôn rồi. Bị bạn làm tan chảy đúng tan không? Tan chảy luôn rồi. Vì cái độ dễ thương này. Dễ thương, năng lượng, yeah, nhiệt huyết, trong sáng, ngây thơ, đáng yêu. Và xinh đẹp nữa. Xinh đẹp. Và quan trọng nhất là giống như một trong số những người yêu cũ của anh. Yeah. Một trong số những người yêu đầu tiên. Trong tiết mục này thì Hà cảm thấy rằng là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung có lời. Bởi vì... cảm thấy rằng là bạn ấy khoác rũ bỏ toàn bộ những cái gì nó đĩnh đạc, nó chững chạc và nó trở thành một cái rất là hồn nhiên, nắm tay nhau nhảy tung tăng như là học sinh với nhau đó. Hai cô cậu mới lớn rất là đáng yêu. Và ngày hôm nay Nguyễn Văn Trung phải cảm ơn em gái, bởi vì em mang một cái năng lượng rất là tích cực và nó xóa tan toàn bộ những cái gì mà Nguyễn Văn Trung đã đặt ra, có như là một cái đĩnh đạc, một cái chững chạc, một cái gì đó nó hơi lạnh lùng một chút xíu. Thì ngày hôm nay trên sân khấu Nguyễn Văn Trung tung tăng. Yeah. Và rất là hồn nhiên. Thế còn anh Nguyễn Hoàng Duy, hồi nãy lúc mà anh Hà nói á, là bé Kim Nguyên mang đến cả một bầu trời tích cực á, là nó xua tan đi cả một bầu trời tiêu cực trong Nguyễn Văn Trung. Hay quá rồi, em tâm đắc câu này nhất ngày hôm nay. Không, không, nhưng mà thực ra là cái này là rất là vui cho bạn Trung luôn á, nghiêm túc luôn. Đúng, đúng, và thật lắm. Em cảm nhận một cái thứ nó sâu sắc hơn đối với lại bản thân của Duy á, một cái ca khúc nó hay. Đó là một cái ca khúc mà nó luôn tồn tại ở trong những người khán giả yêu mến nó. Và khi cái ca khúc nó vang lên ở bất cứ một cái thời điểm nào thì cái người mà đã từng yêu mến nó đó, họ sẽ được sống lại ngay cái khoảnh khắc mà cái lúc họ đã từng yêu mến ca khúc đó. Và ca khúc vừa rồi, cặp song ca vừa rồi thì đúng nghĩa là mang Duy quay về với hơn một chục năm trước, lúc mà ca khúc này mới được ra đời. Và cảm giác như là cái sự thanh xuân của Nguyễn Văn Trung cũng đã quay lại, xóa tan đi cả một bầu trời tiêu cực trong cậu ấy. Thế còn Duyên Quỳnh, bạn nghĩ gì? Dạ, em cảm thấy rất là hả dạ. Tại vì lúc nãy anh Trung ảnh rất là chì chiết em khi mà cái bạn nam ở căn phòng của em mở ra. Anh không quan tâm. Đúng rồi. Vì anh đang sống trong cái cảm giác cái của cảm một cậu bé mới lớn. Thanh xuân. Và từ đó giờ phiên bản của Kim Nguyên anh nhận thấy như thế nào? Anh muốn có một vài lời gửi đến cho Nguyên. Là anh cảm ơn em. Em thêm được vào cái nguồn năng lượng tích cực của bài hát và cái hơi thở của các bạn Gen Z bây giờ. Cái đoạn rap em viết á, nó làm cho anh cảm thấy là cái bài hát của mình nó có thể sống mãi. Dạ.
Anh có hài lòng với đoạn rap đó không? Anh rất là thích cái đoạn rap đó. Bạn viết đoạn rap đó, bạn có xin phép tác giả chưa đó? Không cần. Không biết cần hay thì không cần. Bây giờ Nguyên ơi, trong số 8 bài hát á, bạn chuẩn bị thì bạn thích bài nào nữa? Cái khúc gì? Ngồi bên em. Ồ. Ngồi bên em. Đây là thông điệp từ vũ trụ rồi. Lẽ mình hát tiếp luôn hả? Bạn chúc mừng Chung thử một câu ngồi bên đây em. Đây là hai người hát thử luôn đi. Xin mời. Dạ thì em xin phép. Ngồi bên em mãi mãi không rời xa nhé anh, để vòng tay em che chở anh ngày đêm. Chẳng mong thêm điều chi, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có anh kề bên mãi tươi cười. Hay quá. Một tràng pháo tay nữa cho Kim Nguyên thưa quý vị. Cảm ơn Nguyễn Văn Chung rất nhiều vì đã hỗ trợ cho Kim Nguyên để bạn tỏa sáng trong tiết mục này. Tại trường quay thân mến, bây giờ là thời gian để cho chúng ta bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Xin mời quý vị. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này nha.
Vâng ạ, và lời nói đầu tiên thì cho em xin gửi tới lời chào trân trọng nhất tới Anna Bạch Công Khanh, anh Nguyễn Hoàng Duy là người bạn song ca của em trong ngày hôm nay, tới ba vị khách mời cũng như tất cả mọi người có mặt trong buổi quay ngày hôm nay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Anh Thuy ạ. Rất anh lạ. Anh Thuy luôn. Đứng bên cạnh anh Duy. Anh Duy. Rất là hợp lý luôn anh nhỉ. Nghiêm túc mà nói nhé, anh Thuy hát rất là hay và rất là cá tính. Và có một cái điều nó quan trọng hơn khi mà song ca á, thì cái người bạn cùng song ca với mình á, là cái người sẽ tiếp lửa cho mình mà sẽ thổi cho mình một cái hồn, một cái làn gió. Hôm nay anh đã rất cố gắng để mà anh nẹp vào người một cái bộ vest, tại vì vợ anh biết là đôi khi anh hơi bị nhoi á, nên là vợ anh hôm nay sắm cho anh bộ đồ này để anh mặc, anh thực là nẹp lại cái cá tính của anh á. Nhưng mà khi nghe bạn hát một đoạn thôi là em cảm thấy là em anh... muốn xuống em thay luôn một bộ đồ giống như vậy cho nó ra đúng kiểu của em hơn. Hay lắm em, chúc mừng em nhé, tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Nói gì bây giờ? Một tiết mục quá hay. Đây không phải là một cái sự hỗ trợ của khách mời dành cho bạn người chơi, mà đây là một tiết mục biểu diễn. Bạn thân anh không phải là một người hay viết bossa nova, nhưng mà anh tự nhiên anh bị cuốn theo cái tiết tấu và cái cách biểu diễn của hai bạn. Xin ôm Nguyễn Hoàng Duy một cái để lấy vía hát hay ạ. Thiệt không? Thiệt mà. Bluetooth nha, Bluetooth. Bluetooth. Tháng này mình bao bạn ăn sáng và cà phê nguyên tháng nha. Ok. Thế còn Quang Hà anh nghĩ gì? Về tiết mục Người Hãy Quên Em Đi này thì Duy và anh Thuy mang đến cho khán giả một cái tiết mục nó đặc sắc, nó chuyên nghiệp. Đúng. Nó làm cho người ta cuốn hút theo bởi sự say đắm và đam mê, và mọi người có thể đứng nhên lên nhảy và hò hét theo. Và hai bạn có một cái sự ăn khớp với nhau từ chất, từ giọng hát cho đến cái cách nhả chữ và cách giao lưu với nhau, thành thử ra là nó như một bộ đôi song ca với nhau rất là ăn ý. Cả hai bạn đều là hai ngôi sao đang tỏa sáng trong phần trình diễn của mình. Cảm ơn anh Hà. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Anh Thuy ơi, bài hát này có phải là bài hát mà bạn yêu thích nhất trong số 8 bài hát mà bạn phải tập không? Em rất là ít khi được diễn các ca khúc mà sôi động trên sân khấu thế này. Nghĩa là bình thường bạn hát dòng nhạc khác hả? Vâng ạ, thiệt ra thì bình thường em hát dòng nhạc ballad ạ. Vậy thì trong 7 bài còn lại bạn hát được bài nào tặng cho chúng tôi ngay bây giờ không? Từ lúc nãy thì em nghe được chị Dương Quỳnh, thì chị có chọn ca khúc thứ hai là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Và trước khi mà chị song ca với người chơi tiếp theo, bạn chơi tiếp theo, thì em xin phép được hát một vài câu trong đoạn đó để gửi tới chị cũng như tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay được không ạ? Tình yêu đâu trôi xa giữa âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trở lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Một tiếng hát rất đẹp và hy vọng rằng bạn sẽ nhận được bình chọn của khán giả thật cao nhé. Gió sẽ chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trung phương phi em cầm là tuổi tôi 18, thừa chẳng ai hay thầm lặng. Trời mang đêm
khai trường áo lụa gió thu bay. Mỗi tình đầu của tôi như cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọc nghị thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Bạn đến từ đâu ạ? Dạ, em xin chào anh MC Bạch Công Khanh. Em xin chào bốn vị giám khảo và quý vị có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Kính chào các khán giả đang xem chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Xuân Dũng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ạ. Dạ. Xin chào Nguyễn Xuân Dũng. Ca khúc vừa rồi có phải là một cái dòng nhạc mà bạn yêu thích hay không? Em thì theo dòng nhạc chính đó là dòng thính phòng và bán cổ điển. Dạ. Nhưng mà khi mà được chị chọn hát bài này thì em cảm thấy là trong mình dạo dực một chút gì đấy, quay trở về tuổi học sinh, sinh viên ạ. Vâng ạ. Đó là chia sẻ của Nguyễn Xuân Dũng. Thế còn Hồng Gấm? Đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất của em trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì bạn rất là đẹp trai. Và mọi người nghe thì mọi người biết là bạn này chuyên về thính phòng. Nhưng qua cái ca khúc này thì Hồng Gấm cảm nhận được bạn thể hiện cái cảm xúc nó rất là dạt dào. Mà ánh mắt thì long lanh nữa. Thì không biết là bạn có nhớ về một cái kỷ niệm nào thời đi học và mối tình nào đó hả? Ngày xưa em đi học ấy thì nói chung là cũng có một chút gọi là tình yêu mà cũng nảy nở hơi sớm một chút. Một chút thì là bao lâu chút và bao nhiêu em? Dạ, bao nhiêu mối tình và là lúc đó là bao nhiêu tuổi? Dạ có một chút nhớ nhớ, một chút thương thương. Thực ra là bây giờ để mà đếm thì thôi em không xin phép không đếm. À biết rồi, đếm bao nhiêu.
Thế đó. Số nhiều. Nhưng mà Cấm nghĩ là nó động lại được trong bạn cái cảm xúc đó để bạn có giọng hát như ngày hôm nay. Dạ. Rõ ràng là khi mà Dũng hát ca khúc này, bạn còn rất thừa rất là nhiều năng lượng trong bạn, và em đã biết tiết chế giọng của mình để hợp với ca khúc Phượng Hồng và cũng như là hợp với lại Hồng Gấm. Hôm nay là Hồng Gấm hát quá trời hay, và sự xuất hiện của Dũng nữa làm cho một cái bài hát nó rất là tuyệt vời. Một cái bên sự nhẹ nhàng, dịu dàng, thì một bên là cứng cáp, vững chãi. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Chúng ta có thể gọi đây là một màn song ca rất ăn ý. Anh Long Nhật đồng ý không ạ? Anh còn nói với Quốc Đại, với Nam Cường là dạ như em mặc sớm mới trắng quần tây đen, tại em đâu có biết được em hát bài gì. Nhưng mà nếu như lần sau gặp lại, anh mà muốn nghe một phiên bản nữa của Phượng Hồng với hai em mà nhớ bạn áo dài trắng và sớm mới trắng nghe. Dạ. Yeah. Tài trợ phải không? Rất là đẹp đúng không anh? Anh Nhật ơi, anh tài trợ làm nhạc với quay đúng không? Đúng rồi, anh làm em đi cho. Anh hứa luôn rồi kìa. Hứa rồi nha. Anh hứa. Dạ, cảm ơn Long Nhật rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của anh Nam Cường sau khi theo dõi tiết mục này. Một tiết mục đã về phần nghe và đã về phần nhìn. Tại vì là hai bạn ở trên sân khấu, hai cái giọng nó rất là hợp với nhau. Và cái bài hát này ra, khi mà bạn hát á, Cường cảm nhận ra một cái phiên bản hoàn toàn khác với những gì mà anh Long Nhật hay là những nghệ sĩ khác trước đây đã thể hiện rất thành công bài hát này. Riêng với bạn thì nó là một cái phiên bản riêng của bạn luôn, một cái Phượng Hồng kiểu khác. Nên nãy giờ mọi người hơi đùa dưới này đó, Phượng là nhuộm đỏ luôn. nó rực luôn, giống như là một cái cây Phượng đỏ rực vậy đó. Thì bạn mang cái cảm xúc đó. Thực ra thì hát kiểu nào cũng không quan trọng, quan trọng là có mang được cái cảm xúc cho người nghe hay không. Và bạn mang được cái điều đó. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại. Và một lần nữa cảm ơn Nguyễn Xuân Dũng vì đã cho chúng tôi nghe một bài hát với tiếng hát rất là tuyệt vời của bạn. Xa quá.
vừa thưởng thức ca khúc Độc Thoại, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Hồng Gấm. Dạ vâng, trước tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo và cũng như tất cả mọi người có mặt trong phim trường ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên là Lê Châu Phương Tùng, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Phương Tùng, công việc hiện tại của Tùng là gì? Dạ, em là ca sĩ tự do. Hôm nay có phải là một cái duyên khi mà bạn biết đến chương trình này hay không? Dạ đúng ạ. Trước giờ ít khi nào mà em nghĩ rằng là mình sẽ có được một cái cơ hội để được song ca với một người nổi tiếng. Tại vì công việc của em là chủ yếu là hát ở những cái tụ điểm nhỏ hơn. Cho nên là việc mà có được một cái chương trình để có thể song ca cùng với một người nổi tiếng thực sự là một trong những điều mà em ao ước rất là lâu rồi. Và ngày hôm nay em đã được thành sự thật ạ. Em thì là hơi sợ nha. Tại sao vậy? Bạn hát mà bạn nhập tâm mà cái ánh mắt của bạn nhìn em nói chết rồi. Nhìn sâu thẳm vào mắt mình đúng không Gấm? Chết rồi, em có lỗi gì? Cái cách hát của em ở bài này thì rõ ràng là Hồng Gấm đã bị choáng ngợp. Xin cảm ơn ạ. Thật ra thì bạn bước ra là thấy một người rất là phong cách. Bạn có một cái kiểu, một cái style riêng của bạn khi bước ra sân khấu. Thì cái đó là một cái điểm cộng. Bởi vì mỗi ca sĩ bước ra sân khấu sẽ phải có một cái riêng. Và cái điểm của bạn ngày hôm nay là chắc chắn rằng sau chương trình này mọi người sẽ nhớ đến tiết mục này. Bởi vì cái cách bạn thể hiện. Nhưng mà diễn trên sân khấu thì có một cái nữa là mình phải tương tác với bạn diễn một chút xíu nữa. Nếu mà mình đưa cảm xúc, ok, mình có nhiều cảm xúc dạt dào. Nhưng mà mình để cho bạn nữ đứng chơi chọi như vậy á, thì thành ra cũng hơi tội cho nữ. Tùng là tương tác với em... với lại Gấm đó, mà lại Gấm cố tình Gấm lùi để Gấm bè. Ừ. Cố tình lùi về phía sau. Hồng Gấm đầu tiên, Hồng Gấm solo quá hay. Cái voice của em quá đẹp. Kể cả cái bài trước Phường Hồng và bài này Độc Thoại. Cái giọng hát em là một tiếng hát lồng lẫy. Và Tùng là em đang kể một câu chuyện tình bằng âm nhạc, bằng chính con tim và khối óc của em. Hoàn toàn không giống ai hết. Tốt xấu hay dở gì, em phải là em cơ đã. Đó mới là nghệ sĩ. Anh rất là đồng ý trong cái phần biểu diễn của em. Yeah. Cảm ơn những chia sẻ và những đóng góp rất là quý báu của các khách mời dành cho Phương Tùng. Một lần nữa cảm ơn Phương Tùng vì đã dành cho chúng tôi một cái tiết mục rất là mãn nhãn vừa rồi. Một câu chuyện mà bạn đã kể theo cách của riêng mình. Xưa đây cô đơn vắng tay, đời anh đã vắng em rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì anh gặp em một lần. Anh sẽ nói anh luôn nhớ em và anh chỉ có hơi ấm đã bao ngày qua.
mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, ngày như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, nên người, người yêu anh hơn. Em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn để giờ đây cô đơn vắng tên. Đời em đã vắng anh rồi, ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần. Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của người chơi. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Lần đầu tiên cho em xin được gửi lời chào. Trước tiên là xin được gửi lời chào đến bốn anh chị khách mời. Xin chào anh Bạch Công Khanh đẹp trai. Và toàn thể tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay, cũng như tất cả quý vị khán giả đang xem đài của chương trình Song Ca Giấu Mặt. Em xin tự giới thiệu, em là Thu Thùy. Em là ca sĩ tự do. Thu Thùy. Xin chào Thu Thùy. Anh Quang Hàng ơi, tiếng hát này như thế nào ạ? Với Thu Thùy thì Hà cảm nhận được rằng cái sự rụt rè của cô ấy, cái sự rung động của cô ấy, và cảm nhận được cái sự nhớ mong của cô ấy khi mà cô ấy cất tiếng hát lên là ước gì anh ở đây giờ này. Giọng hát của Thùy nó làm lay động trái tim của chính bản thân Hà, và nó làm cho Hà cảm thấy rằng là ở đây không phải là một cô gái, một thí sinh nữa, mà đây là một cái partner để mình có thể nâng niu. Quý vị có thấy rằng là khi mà Hà cất giọng lên cùng với Thu Thùy thì bản thân Hà cũng điềm đạm lại hẳn hơn. Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn những lời khen của anh Quang Hà dành cho tiếng hát của Thu Thùy. Khanh mời chị Ngọc Liên. Với cái giọng của em á, thì không cần gì kỹ thuật, không cần. Em hát như vậy là cũng đã truyền tải được cái tâm tư của em rồi. Người nghe cũng nghe rất là dễ chịu. Hôm nay thì chị thấy được cái riêng của em, nó không có bị bắt chước một ai hết. Thì chị chúc mừng điều đó. Em nên cảm ơn anh Quang Hà. Cảm ơn chị và cảm ơn anh Quang Hà rất nhiều. Cảm ơn chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của chị Vân Khánh. Cái giọng của bạn nó trầm ấm, nó rất là cảm xúc. Đặc biệt là những cái feel hoặc là những cái luyến lấy của bạn á, nó nhẹ nhàng, nó bạn như kiểu là một người phụ nữ có những cái trống nội tâm và có những cái tình cảm rất là sâu sắc, và bạn hiểu được cái nội dung của bài hát và bạn truyền tải được cái điều đó. Và chúc mừng bạn, hôm nay bà đã làm rất tốt cái phần biểu diễn của mình. Dạ, em xin cảm ơn chị Vân Khánh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của các khách. Thưa quý vị, và đó là tiết mục song đấu sau cùng. Nếu như quý vị khán giả tại trường quay muốn bình chọn cho Mộc Anh thì nhấn phím A, bình chọn cho Nguyễn Hân thì nhấn phím B. Quý vị có 10 giây. Thời gian bắt đầu. Cảm
Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và trước khi chúng ta biết kết quả chung cuộc thì chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời về hai tiếng hát xuất sắc nhất này sau hai tuần phát sóng. Xin mời ạ. Với tác phẩm Mùa Thu La Bay này thì Nguyễn Hân đã làm rất tốt và hát từ đầu đến cuối rất là ngọt ngào. Và đôi khi Nguyễn Hân còn chủ động hơn cả Mộc Anh trong cái tiết mục này nữa. Thế nên là anh đánh giá cao giọng hát của Nguyễn Hân, từ cách diễn, từ cái cách mà mình đã nhường cho bạn diễn. Cái đó là một cái điều vô cùng đẹp ở trên sân khấu. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà. Chúng ta sẽ nghe diễn viên Lê Phương. Có một cái lời khen dành cho bạn Nguyễn Hân, bởi vì bạn quá là play, bạn nhường bạn nữ của mình. Khi mà bạn hát bài này thì Phương thấy sự sâu lắc ở trong cái giọng hát của bạn á, nghe nó đàn ông, nó trầm và nó cái chữ đớn đau của bạn Phương cũng cảm nhận được cái nỗi đau nó rõ hơn. Còn giọng của anh thì trong bài hát này nó lại có vẻ là nó sáng quá, đôi khi nó lại không có, giống như Phương chưa cảm được cái tình cảm của nó nhiều bằng là cái giọng của Hân. Cảm ơn chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ca sĩ Ngọc Liên chia sẻ. Với cái bài mà của chị Liên với em hát song ca với nhau thì chị thấy em đã hòa quyện với chị, vì em cũng hát được cái dòng nhạc bolero trữ tình, nhưng mà em là đã đổi được cái giọng của em hát để phù hợp với chị, cũng giống như để chị hỗ trợ cho em. Mà bây giờ thì chị lại nghe em hát để phù hợp với Mộc Anh, thì em lại đổi hoàn toàn sang cái giọng thật sự của mình qua cái dòng nhạc này, thì chị cảm thấy là em rất thích nghi với từng giọng mà em có thể song ca. Cái đó là điểm mà chị khen em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Phương Khánh. Các anh chị khách mời cũng đã nói nhiều về cái bài hát, cách thể hiện rồi. Riêng chị thì chị cảm nhận rằng là chị nhìn ra sân khấu một cặp đôi, một chuyện tình rất đẹp, phải nói thực sự là rất là lãng mạn. Chị thể hiện được rõ ràng là thấy trong cái giọng của Hân nó có cái chất tình trong đó. Khi Hân hát một cái câu mà để mà đối qua đối lại với Mộc Anh á, thì chị cảm thấy em là con người sống có rất có nội tâm và có chiều sâu. Nếu mà em cứ đeo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, chị nghĩ rằng em sẽ rất là thành công. Và chị cũng chúc mừng cho cái tiết mục của hai em rất là dễ thương. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh cũng như là các khách mời còn lại. Và bây giờ hãy cùng Khánh theo dõi kết quả chung cuộc, quý vị nha. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả của quý vị khán giả tại trường quay đã bình chọn cho tiếng hát của Nguyễn Hân và Mộc Anh. Và 53% chính là giọng hát sẽ giành chiến thắng tại song ca Giấu Mặt. Kết quả là chúc mừng Nguyễn Hân, bạn đã nhận được 10 triệu đồng. Và đây chính là người chơi đã song ca với ca sĩ Ngọc Liên.
chả nỡ đời, chả hết tình tôi còn nỡ không thôi. Mắt đã mù loà vì đợi tim xa, tóc rối bạc màu còn đợi yêu nhau. Nào biết ngày sau chả nỡ tình nhau. Giờ quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây để đưa ra quyết định của mình dành cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Tiết Cương. Nếu quý vị chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. A hết đi các bạn ơi, A hết đi. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này cho đến khi 8 tiết mục song ca của các người chơi và khách mời hoàn thành. Bây giờ chúng ta hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh. Lần đầu tiên cho phép Thanh Nga xin gửi tới lời chào thân thương đến 4 vị khách mời cũng như là khán giả trường quay và khán giả đang xem truyền hình một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Thanh Nga. Không biết công việc hiện tại của bạn là gì? Hiện nay thì công việc hiện tại của em cũng là một ca sĩ chuyên nghiệp và cũng hiện nay đang công tác tại đơn vị của Báo Tiền Phong ạ. Vâng ạ. Cảm ơn tiết mục đầu tiên của bạn. Bởi vì cái tiêu chí đến đây là hỗ trợ cho thí sinh tỏa sáng, mà nãy giờ anh ngồi một chỗ anh học bài với anh thầm cầu nguyện là hôm nay anh đến đây anh hỗ trợ cho thí sinh chứ anh đừng có làm hại thí sinh. Nhưng mà rõ ràng các bạn thấy Tiết Cương hôm nay hỗ trợ hay là làm hại à? Thấy không? Đó, khán giả ủng hộ chứng tỏ là mình hỗ trợ tốt. Vỗ tay là ủng hộ quá. Hỗ trợ ạ, hỗ trợ ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Em thấy một cái màn song ca rất là vui ạ. Cái giải trí đầu tiên thấy vui là thấy vui rồi đó. Vui từ đầu đến cuối, vui từ khi bắt đầu anh lên sân khấu em đã thấy vui rồi. Bạn Nga thì có một cái giọng hát rất nội lực và rất là chủ động. Bạn cũng chắc ấy, nên là anh bạn dẫn anh đi đến chỗ nào anh cần trả nợ hết, là em thấy cái đấy là cái điều mà anh vượt qua được là rất là vui rồi. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên ạ. Đây là một cái tiết mục mà mang tính giải trí rất là cao, có thể là sẽ là một cái tiết mục vui nhộn nhất trong cái chương trình ngày hôm nay. Bằng chứng là quý vị khán giả cho tràng pháo tay rất là nồng nhiệt, đúng không ạ? Cho tràng pháo tay nữa vị ơi.
Em nghĩ là điểm cũng cao lắm đó nha. Dạ vâng, số điểm như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ biết, nhưng thích hay không là có, đúng không quý vị? Đó. Cảm ơn Thanh Nga rất nhiều và Khanh chúc cho phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho bạn sẽ thật là cao. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Người yêu cũ có người yêu mới, bước qua tôi sao tim bồi hồi. Người yêu cũ có người yêu mới, tôi đứng yên nhưng lòng tôi rối. Người yêu cũ có người yêu mới, bước bên nhau đoạn đường đi tới. Người ta thấy thế tôi bên em, thấy thế tôi yêu em, thấy thế tôi quan tâm về em. Thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Thank you.
vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái đang mặc một chiếc đầm rất là bí ẩn. Em chào anh, em chào anh Hà Nói Trương và chào các anh chị bên dưới và các khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Quỳnh Như. Dạ, và hiện tại thì em đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của bạn là gì? Công việc chính của em là nhà sáng tạo nội dung về thời trang và idol live stream ạ. Xin chào Quỳnh Như. Dạ vâng. Thế thì ca hát chỉ là niềm đam mê? À, dạ đúng rồi. Tại trước đây thì em có theo đuổi âm nhạc nhưng mà hiện tại thì em lùi về sau nên là em sẽ hướng về thời trang nhiều hơn là ca hát. Bạn có nghĩ là hôm nay bạn sẽ song ca ca khúc này với chính tác giả không? Dạ không, chưa, em chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ Khanh muốn nghe nhận xét của ba vị khách mời sau khi thưởng thức phiên bản Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới lần đầu tiên trên song ca Giấu Mặt. Cái giọng của bạn á, thì thực sự nó rất là đặc biệt, không có xen lẫn vào ai được hết. Ví dụ bạn cất giọng lên là biết, ồ đây là Quỳnh Như. Thì mình nghĩ là bạn nên, mình vẫn có thể làm song song hai công việc mà. Và Gấm tin là bạn cũng sẽ hạnh phúc khi làm điều đó. Chúc bạn sẽ thành công trong tương lai. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Cái đầu tiên là phải chúc mừng hai anh em tìm thấy nhau, hai bạn tìm thấy nhau. Đây là một bài hát rất là nhiều cảm xúc. Và nếu cái giọng hát nó chỉ thiên về một cái yếu tố nào đó mà thiếu đi cảm xúc thì sẽ không thể hát được cái bài hát này. Hôm nay em làm rất là tốt. Thực sự cái sân khấu này, cái bài hát này đúng thực là dành cho em. Và phải chúc mừng Hamlet Trương là tìm được thêm một người hát bài hát của mình hay nữa. Anh đánh giá em là một người rất là sáng tạo, tại vì em làm về thời trang và em đã thổi hồn vào bài hát này cũng rất là hay. Bài hát này tựa giống như một cái bài hát rất là nhanh, nên thật ra là nó đòi hỏi mình phải có nhiều cảm xúc đổ vào đó, và đặc biệt là mình phải rất là nhanh về cái lưỡi của mình để mà mình rõ lời và mình có thể xử lý cái bài hát này. Và anh nhận thấy em đã làm cái điều đó rất là tốt. Cảm ơn anh Kheo rất nhiều. Oh,
khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân để khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lo mất anh khô, ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay với 10 giây. Xin mời. Quý vị thân mến, thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai đang đứng cạnh Khanh và Hồng Gấm đây. Xin chào bạn. Dạ vâng, và lời nói đầu tiên xin cho phép em gửi lời chào tới chị Hồng Gấm, dàn nghệ sĩ khách mời cũng như là toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay, cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ, một lời chào trân trọng nhất ạ. Em tự hiệu, em tên là Nguyễn Ngọc Thịnh và em năm nay 21 tuổi và em đang là sinh viên của trường Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Nguyễn Ngọc Thịnh, trong trường Y Dược bạn học khoa nào? Dạ em học đa khoa. Wow, một bác sĩ tương lai. Dạ vâng, và đây cũng là lần đầu tiên em thử sức với một sân khấu như thế này, khán giả cũng như là được song ca với một người nổi tiếng. Cho nên là em có hơi bị một chút run cũng như là một chút xíu áp lực nhẹ nhẹ khi mà đứng gần. Nhưng mà không sao, tiếng hát của bạn vẫn chinh phục được chúng tôi đấy. Hồng Cảm ơi, cảm xúc của bạn như thế nào khi mà song ca với chàng trai này? Chị cảm nhận được em là một người đã có rất nhiều trải nghiệm trong tình cảm và có thể là trong cuộc sống, và giúp cho cái giọng hát của em nó chín chắn hơn, và chị tin nó sẽ còn vươn xa hơn nữa. Cố gắng lên nha. Vâng ạ, đó là chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Không biết anh Hamlet anh nghĩ gì về tiết mục này? Thật ra thì cặp đôi này đến được với nhau là nhờ tôi á. Đúng không? Tại vì tôi chọn Gấm hát trước thì Gấm mới chọn số 3. Chứ tôi thấy số 3 là nhiều người cũng muốn hát chung, tại vì bạn rất là năng lượng ngay từ đầu rồi. Cảm ơn một tiết mục tuyệt vời. Vâng, bên trí với bạn nào anh Hamlet. Thịnh bước chân xuống thì từ trong đầu ra anh nảy ra là cái thằng bé học sinh cấp 3 nào mà nên đi vào đây làm gì? Đi lạc à? Đi lạc à? Nhưng mà khi em cất giọng lên thì nó tương phản hoàn toàn với những gì anh đã tưởng tượng. Một cái giọng rất là nam tính, có cái độ rung đặc biệt dày, giọng về cơ bản là giọng tốt, và hát xử lý có cái riêng của mình. Chúc mừng hai chị em. Cảm ơn lời khen của anh Hoàng Bách. Thế còn Kyo thì sao ạ? Một cái mà Kyo cảm thấy rất là hài lòng với cái phần trình diễn này, đó chính là cái sự thoải mái trong người của em á. Và mỗi khi là mình lên sân khấu và mình có một cái sự thoải mái đó, mình rất là tỏa sáng, mình tự nhiên, và mình giống như là một người đang làm những cái gì mình mong muốn trong một cái khoảnh khắc mà mình thực sự cảm thấy hạnh phúc. Anh bỗng thấy thương cây bàng non,
thương chiếc bóng cô phàm. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàng non. Em nghe gì không? Hỡi em. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho người chơi. 10 giây bắt đầu. Ừ.
Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với chàng trai đang mặc một cái màu áo cũng giống Khánh. Rất là phải gọi là bị lôi cuốn bởi tiếng hát của bạn. Bạn hãy giới thiệu về mình nhé. Dạ, cho phép em xin được gửi lời chào đến ban giám khảo cũng như là tất cả các khán giả đang có mặt tại sân khấu ngày hôm nay ạ. Em tên là Công Quốc. Năm nay em 20 tuổi, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ sao về màn kết hợp này ạ? Hôm nay anh nghĩ là mình là một người rất may mắn. Hai phần trình diễn của Bách phải nói đều là hai cái bài nó không dễ. Dạ. Rất là thử thách giọng hát, nghe thì dễ nghe nhưng mà hát thì khó hát. Và mình may mắn mình lựa chọn được hai người diễn chung đều hát rất hay theo cách của mình. Mỗi người có một cái phong cách riêng và đi trọn vẹn được bài hát và nó có những cái sáng tạo tung hứng với nhau. Bách không biết là các bạn quý vị khán giả ở dưới và xem truyền hình sẽ cảm nhận được nó như thế nào. Nhưng với bản thân Bách thì khi Bách diễn với cả hai bạn và đặc biệt là cái phần trình diễn này nha, thì Bách cảm thấy mình đúng thực thoát vai một cái người là sẽ phải hướng dẫn nâng cái người nghệ sĩ đứng bên cạnh mình, mà là mình đang được diễn cùng với một bạn nghệ sĩ thực sự là một nghệ sĩ bản lĩnh, có bản lĩnh sân khấu. Khánh cảm nhận được sự hài lòng của anh Hoàng Bách khi mà lựa chọn được căn phòng của bạn. Anh Kyle ơi, anh có thích tiết mục này không? Kyle rất là thích tiết mục này, và đặc biệt là Kyle nghe bài này rất là nhiều. Kyle đi diễn ở bên Mỹ hay là đi diễn ở bên Úc thì người ta cũng rất là hay nghe bài này. Nhưng mà nghe hai người hôm nay hát bài hát này, phải nói là đó là một cái cảm xúc hoàn toàn mới đối với Kyle. Vì hai người có hai chất giọng na ná với nhau á. Và bên cạnh đó thì khi hai người diễn với nhau thì có một cái sự qua lại ăn ý và một cái sự kết hợp phải nói là gần như là hoàn hảo. Cảm ơn chia sẻ của anh Kyle. Hồng Gấm thì sao ạ? Nếu mà em mà ở nhà em xem TV á thì chắc em không tin đây là một trường hợp ngẫu nhiên. Bởi vì cái sự giao đãi nó quá là ăn khớp với nhau. Dạ. Đây cũng là một cái giọng mà bạn hát lên là người ta biết đó là bạn. Dạ. Cái giọng bạn rất là tình cảm, nội lực. Nói chung là nó hội tụ đủ các yếu tố của một cái người mà sẽ thành công. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Gấm. Bây giờ thì chắc là Khanh phải nghe cái phản hồi sau cùng của anh Ham Đức Trương. Anh cũng là một cái dàn bao quá là vững chắc để bạn thể hiện được rõ đúng cái từ mà chị Gấm dành cho em, đó là từ bản lĩnh sân khấu. Em có thể thể hiện được hết bản thân mình với một cái bài hát là khó. Cho nên là chúc mừng hai anh em. Những tháng ngày nồng ấm, tìm lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc hôn nào thật sâu, tự ước như khi bắt đầu. Tình là những mũi dao thật sắc, chạm vào tim rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta còn thuộc về nhau. Tình là những mũi dao thật.
xa chạm vào tim rất đau, thật lòng muốn hỏi người một câu, ta có thuộc về nhau? Nếu trời đã cho sao phải gieo u sầu, những nơi mình qua khi từng về sâu, anh ơi nó quên thật sao, giá mà những nơi mình đã qua đừng in dấu chân đôi ta, để anh bình yên và để em quên. Nhưng anh ơi, làm sao em quên? Tìm lại những tháng ngày nồng ấm, tìm lại từng giấc mơ. Chạm vào tim rất đau, thật lòng muốn hỏi người một câu, ta có thuộc về nhau? Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta có thuộc ban và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca cùng anh Hamlet Trương. 10 giây bắt đầu. Thời gian đã hết, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ. Em lời nói đầu tiên thì em xin được chào anh, em xin được chào bốn vị khách mời và tất cả vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Bạn tên là gì ạ? Dạ em là Yến Vi. Khánh mời Hồng Gấm chia sẻ trước. Gấm cũng đã từng hát bài này, đúng là cái bài này cái quãng của nó rất là rộng, thấp thì rất thấp mà cao thì rất cao, nhưng mà cái giọng của bạn á, bạn hát cao thì nó rất là chắc và sáng, bạn hát thấp nó vẫn rất rõ từng chữ. Ngưỡng mộ Yến Vi rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Gấm. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Kheo. Em hát xong rồi em say sưa, là kiểu như em ở một cái thế giới riêng của em, và em đang thổi hồn vào từng câu, từng chữ của bài hát này. Và cái điều đó là nó làm cho cái phần trình diễn của em rất là khác lạ và hay. Và đặc biệt là anh thấy là em có vẻ hợp với cái dòng nhạc kiểu hơi jazzy một chút á, tại vì cái cách mà em cảm nhạc thì nó lại phù hợp trong một cái không gian như vậy. Tức là anh có thể rất là anh có thể nhìn thấy bóng dáng của em rất rõ trong đầu của anh, đang ngồi kế một chiếc piano và hát say sưa như vậy thì nó rất là phù hợp. Cảm ơn chia sẻ của anh Kheo. Anh Hoàng Bát ơi. Điều đầu tiên là anh chúc mừng Hamlet Trương có một cái sự lựa chọn chuẩn xác. Cả hai bạn đều làm rất là tốt cái phần của mình, và anh thì đặc biệt riêng cái phần này thì phải vỗ tay cho Hamlet Trương, bởi vì là em có cái sự nâng đỡ rõ ràng với bạn diễn của mình. Có những câu em buông luôn để cho bạn thể hiện. Anh nghĩ là có những câu của em, nhưng mà thấy bạn đang hát tốt quá thì mình để bạn hát luôn. Thì anh nghĩ đây là một cái phần trình diễn mà họ đã tìm thấy nhau trên sân khấu này. Chúc mừng hai bạn, chúc mừng chương trình. Yeah. Thank you.
chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được vào một chiều tan vỡ. Còn chờ gì không đến, người hãy đến bên tôi, dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói xin cảm ơn đời còn thương tôi. Người nào hứa yêu tôi chọn để mãi không thôi, người ơi hãy mau lên còn chờ gì không đến. Người hãy đến bên tôi, dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói xin cảm ơn đời còn thương tôi. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa thưa quý vị. Quá là tuyệt vời. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi ở vị trí số 5. Khánh xin nhắc lại cách thức bình chọn là chúng ta sẽ chỉ căn cứ vào giọng hát cũng như là phần biểu diễn của người chơi ở vị trí số 5. Và thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Và thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và chúng tôi sẽ tạm giữ bí mật số điểm mà quý vị vừa dành cho người chơi vị trí số 5 đến cuối chương trình sau khi kết thúc 8 tiết mục song ca. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với cô gái rất là xinh đẹp đang đứng cạnh nghệ sĩ Ngân Quỳnh và Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, yeah, em xin gửi lời chào đến anh Bạch Công Khanh cũng như là tất cả các anh chị nghệ sĩ ở ngoài bên dưới và quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt trên kênh truyền hình Vĩnh Long ạ. Em tên là Nguyễn Thạch Thảo, hiện nay em là ca sĩ tự do và là một giáo viên âm nhạc. Wow, xin chào Thạch Thảo. Nãy giờ chị Quỳnh cứ bồi hồi hoài mà rất là vui khi cái bài hát của mình được tròn. Và bé đây á, là hợp tác với chị Quỳnh phải gọi là quá suôn sẻ luôn. Từ nhảy cho đến hát. Cái đó là đúng là cái thăng hoa của ca sĩ đó. Chứ thật sự nên nếu mà có một cái sự cơ cấu sắp đặt trước thì cái mặt rất là đơ. Bây giờ thì Khanh rất muốn nghe ý kiến của ba người nghệ sĩ khách mời còn lại ạ. Cho anh hỏi một câu thôi. Là Thảo, bé Thảo có phải đến từ miền Trung không? Em ở Hội An, Quảng Nam. Quảng Nam, đúng rồi. Anh nghe anh phát hiện là trong cái tiếng nói của em, mặc dù một bài hát rất là sôi động, nhưng anh phát hiện ra cái vị mặn mặn của miền Trung. Rất là đáng yêu. Cảm ơn Thạch Thảo. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chị cho em một cái cảm giác là em được gặp chị cách đây 20 năm hơn. Wow. Thì tự nhiên bao nhiêu cái ký ức nó ùa về. Em chỉ mong là xíu nữa em hỗ trợ một người chơi mà được tròn vẹn như chị hồi nãy, là tiết mục hồi nãy là em cứ nghĩ là đã tập, phải tập rất là nhiều để hát ăn ý mọi thứ luôn, từ cái cách hát rồi cái cách mà khi mà hai người hát cùng rất là đều với nhau. Ngoài cái sự hỗ trợ rất tốt từ chị Ngân Quỳnh thì em đúng là một giáo viên về âm nhạc. Em đã rất nhanh nhạy. Chúc mừng em với lại chị Quỳnh đã có một tiết mục quá đã. Cảm ơn Quốc Đại rất nhiều. Quốc Đại ạ. Thế còn Sĩ Luân thì sao ạ? Anh có cảm thấy tiếc khi mà Thạch Thảo lại thuộc về sự lựa chọn của nghệ sĩ Ngân Quỳnh không? Đúng rồi, rất là tiếc ạ. Tại vì khi mà Thảo vừa cất giọng lên thì anh rất là thích. Bởi vì giọng em đầy, tròn. Và cái điều hay đó là khi mà em phối hợp với chị Quỳnh thì em nương chị được. Chúng tôi đang nghĩ là chúng tôi sẽ là người nương cho các bạn. Thì các bạn nương ngược lại chúng tôi. Thì cái điều hay đó là ở bạn là một giáo viên, bạn sẽ biết cách để làm sao cho tiết mục hay nhất. Chỗ nào sẽ là chỗ chúng ta nhường cho đối phương ca, chỗ nào sẽ là chỗ mình ca. Và anh rất thích ngày hôm nay, trang phục em rất là đẹp, rất là tự tin. Ngày hôm nay thì sẽ luôn nghĩ là 8 giọng hát này sẽ rất ấn tượng và sân chơi này sẽ rất là gây cấn. Cảm ơn chia sẻ của anh Sĩ Luân cũng như là các khách mời còn lại. Trắng khi đen cười vui mới đó, nhưng giờ tưởng chẳng hề quen.
gặp thì người thơ làm như chẳng biết bao giờ. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với. Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương bây giờ xa rồi. Trong bóng đêm chập chung mỗi một mình thôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thân. Nhiều đêm thức trắng ngỡ ngàng nhớ người tình nhân. Còn gì để tặng nhau một khi lá đã đổi màu. Tình nghĩa mai đem về trong lòng huyệt sâu. Người đi ta còn đây. Nhìn quanh thế gian đổi rơi. Trời đất vẫn ngàn năm. Hận làm chi tất cả rồi cũng đi. Tiền là giấy ta mất nhau vì đây. Đừng nói chi ân tình xưa. Người giàu sang quên mất khi cờ hàn. Tình nghĩa thâm sâu vụt mau. Lòng quặn đau thế nhân xa rồi. Sao nỡ quên khi xưa ngày hôm nay chúng ta xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nhé. 1, 2, 3 cùng xoay lại nào. 1, 2, 3 số điểm dành cho Đức Trường. Wow, em nói thiệt là em rất là bất ngờ luôn. Em xin cảm ơn ban nhạc đã cho em số điểm cao như vậy. Tất cả đều là điểm 8, có duy nhất anh Quang Trung là điểm 7 thôi. Xin mời anh Quang Trung. Anh rất là thích cái giọng của em, nó gần gũi, nó dễ thương lắm. Nhưng với cái bài hát này em nó cần phải từng chạy hơn. Cảm ơn Quang Trung. Bây giờ Khanh muốn hỏi anh Tấn Phong ạ. Hôm nay em hát tốt, có những cái luyến rất hay. Rất là điệu đàn mà nó nhẹ nhàng, nó không bị gắt, nó rất hay. Dạ, em cảm ơn anh Tấn Phong. Một lần nữa cảm ơn ban nhạc, chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của Đinh Trường là bao nhiêu ạ. Xin mời. Một điểm. Chúc mừng Đinh Trường, bạn đang là thí sinh cao điểm nhất. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe ban giám khảo nhận xét về tiết mục của bạn. Đầu tiên Khanh xin mời cô Phương Dung ạ. Cái giọng Trường hợp với cái bài này. Cô để ý nãy giờ đó, ban nhạc bài nào hòa âm cũng hay. Nhưng mà riêng cái bài này đó, phải nói là cái tiếng đàn nhị nó lôi cuốn cái giọng của Trường nhiều hơn. Cái tiếng đàn nhị quá xuất sắc, rất đặc biệt. Cảm ơn cô Phương Dung ạ. Còn Dương Chơi Vũ ạ. Vũ rất là thích cái tiết mục này. Vừa nghe cái giai điệu của bài này nó đã đem mình lại hồi cái thập niên 90 rồi. Cộng thêm cái giọng của em rất là bình tĩnh. Và chỉ có những người mà thật sự đau nhiều rồi họ mới có một cái sự bất cần như vậy thôi. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của các thành viên trong ban giám khảo. Mà một lần nữa chúc mừng Đích Trường. Cố gắng hết mình, không phụ lòng ban nhạc và ban giám khảo đã dành những lời khen chân thành nhất tặng em. Hoàng Hoa xin được gửi lời chào trân trọng và thân quý đến quý vị. Hoàng Hoa lần đầu tiên tới với một cuộc thi rất là nhiều bỡ ngỡ và đặc biệt là một cái chương trình rất là hoành tráng như ban nhạc quyền năng. Thì Hoàng Hoa còn rất là nhiều cái vụ về. Hy vọng là ban giám khảo trong chương trình xin đừng có loại em sớm. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Anh đi rừng chưa thấy lá em về. Dừng lá thấy chưa, phố cũ bay chưa xa.
ta hát hiu đợi gió giao mùa xuân xưa mình trên đôi bông xuân này mình ngóng trông nhau hương hót phương trời vô thí sinh Hoàng Hoa với ca khúc Rừng Chưa Thay Lá. Hoàng Hoa thân mến, bạn tiếp tục là một giọng hát rất nội lực trong đêm hôm nay. Khánh đứng ở bên trong á, theo dõi bạn hát rất là say sưa và quên mất là tình hình phía sau không biết đang như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng xem kết quả nha. 1, 2, 3, xoay lại. Chúng ta có hai nút bấm, anh Thảo đứng kế bên nè, hai anh. Tại sao lại cùng nhau mà bấm luôn vậy? Ông kia uống rượu. Thật sự ra anh Bách nói là anh Trung rủ anh bấm nhưng mà không phải. Cái ý của anh nó ngược với anh Trung hết trơn á. Như tại sao anh lại bấm? Tại vì em thấy anh bận kéo đàn là cũng tốn hai cái tay luôn. Thì đó, nhưng mà có cái là anh nhận xét ở em á là do là em cố gắng em thể hiện cái bài này cho nên là cố gắng quá đi đâm ra cái giọng của em nó bị bè. Nó không có gom, nó không có gọn lại. Và càng về cuối em càng cố gắng thì nó lại càng bị phô. Làm cho người ta có cảm giác là em diễn nhiều quá chứ không phải là em thả cái hồn một cách tự nhiên vào trong bài hát. Hoàng Hoa hứa là sẽ cố gắng control và tiết chế điều đó nhiều hơn trong thời gian tới. Hoàng Hoa hát trong cái giọng hát có cái sự nghẹn ngào. Cái câu cuối đó đáng lý là còn phải hát. Dài tay đêm từng nhung nhớ em ơi chờ gió giao mùa. Con phải hát lên cái chữ gió nó như vậy chứ con hát hồi nãy là con sợ con lên không nổi. Con phải chiến thắng bản thân của mình để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng hơn. Cảm ơn cô. Cái giọng của em là cái giọng giả thanh nên nó không có phù hợp với cái giọng thể loại bolero đâu. Bolero mà em dùng giả thanh nhiều quá nó sẽ không hay. Và trong cái lúc em hát em trao chuốt dữ quá, nó đâm ra nó bị điệu, nó bị đì xuống, nó không có hay. Vũ thấy cái màu sắc của Hoàng Hoa rất là dịu dàng dễ thương cho nên là Vũ sẽ chọn một bài này rất thích hợp với giọng của em. Đó chính là bài Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào của nhạc sĩ Lê Hồ Hà. Và bây giờ chúng ta hãy quay vào bên trong chuẩn bị tinh thần để thực hiện ca khúc tiếp theo nha. Vào vòng Sing Up là điều quá là may mắn rồi. Chỉ có hai anh không chọn á là Hoa cảm thấy là mấy anh đã thương lắm rồi. Xin chào, em là Bích Ly. Em rất thích hát rock, dance. Em còn rất thích hát bolero, trữ tình. Đến với ban nhạc Quyền Năng lần này, em muốn thử sức mình để giúp em có thể tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật. Em mong rằng em sẽ chinh phục được tất cả các anh chị trong ban nhạc Quyền Năng và sẽ đem lời ca tiếng hát của mình để làm hài lòng tất cả quý vị khán giả. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho em.
Myself for loving you. Một giọng hát rất nội lực. Thường thường để ý ai mà nhỏ nhỏ con là giọng rất là kinh khủng. Em hơi bị thất vọng về mình bởi vì là biết là mình đã bị sai. Hình như nó có một cái gì đó. Dạ vâng. Ở khúc sau đúng không? Dạ vâng. Tại vì khúc đầu tất cả mọi người đang rất là máu. Rất là bực, rất là giận. Bây giờ chúng ta cùng quay lại xem kết quả. 1, 2, 3. Và đó là 7 dấu chéo. Chị Vượng ơi, tại sao chị lại bấm ạ? Mình tiếc ơi là tiếc, phải nói là rất là tiếc. Nguyên cả một cái phần đầu bạn làm cho tất cả chúng tôi cảm thấy hào hứng vô cùng. Nhưng mà khi mà bạn vừa lên tông một cái là tất cả đồng loạt phải bấm thôi. Bởi vì cái lỗi đó nó quá rõ. Chắc là do là tâm lý và mọi thứ. Cho nên là em, khi mà em hát vô là em đã biết em sai, quá sai rồi. Anh thật sự là anh hiền nhất trong ban nhạc này đó. Anh thấy cái giọng ca của em là rất là nội lực, rất khỏe, rất mạnh. Nhưng mà tiếc quá là cái khúc lên tông của em nó hơi bị sai thôi. Anh thì anh rất là muốn cho em có một cơ hội hát lần thứ hai với anh. Bây giờ em hát thử một câu mà bài nhạc khác đi. Giọng em cực kỳ dày. Vì là hai chúng ta đã xa rời nhau. Thấy chưa? Bài nhạc thấy chưa? Hay như thế này. Thiết tha thế trong niềm đau. Cái bài hay của mình mà mình không lựa, mà mình lựa cái bài kia rồi mình lên tông chi để cho mình bị bãi cái có dấu chéo. Cho quyết định lại đó ban nhạc, quyết định lại đi. Nếu bây giờ mà ban nhạc tự sửa luật thì sẽ không công bằng với các thí sinh khác. Đây là một cái cơ hội để các bạn ấy tập làm một người ca sĩ thực thụ. Nghĩa là khi mình đã trình diễn và cái khoảng thời gian đó nó không tốt thì mình phải chấp nhận nó không tốt. Trong cuộc chơi luật vẫn là tôn trọng luật. Sai lầm thì sẽ sửa chữa vào mùa sau. Và hy vọng rằng ở mùa sau chúng ta sẽ còn gặp lại thí sinh Bích Ly với một tiếng hát dữ dội hơn nữa. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Hẹn mọi người năm sau ạ. Khanh có một món quà dành tặng cho Bích Ly trước khi chúng ta chia tay với chương trình. Món chè rất là quen thuộc, đó chính là bánh trôi nước. Khanh hy vọng rằng với cái bịch chè này thì lần sau mình có thi ban nhạc quyền năng mùa 3 hay là tất cả những cuộc thi khác thì lúc nào cũng trôi, cũng xuôi, được không? Dạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Em đã biến bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em, nhưng em vẫn ngây thơ không biết.
người yêu em. Tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em. Nhìn em yêu tuy ngày đây nhìn rất xa xôi, vì con tim em đã trót trao ai rồi. Tình yêu câu kín trao em đã bao ngày, thầm lặng nhìn em không nói nên câu, nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đau. Mà tim anh đây vì yêu em nên đau cả đời. Vì em đã cho yêu ai, anh mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết. Rồi mất.
là thí sinh Phương Thùy.